bé song sinh Trúc Nhi Diệu Nhi sẽ tập đi trong 6 tuần tới. Sáng ngày 7 tháng 8, bác sĩ Nguyễn Dương Phi, Bệnh viện Nhi đồng thành phố, trưởng nhóm chỉnh hình nhi trong cuộc mổ tách hai bé Trúc Nhi Diệu Nhi vào ngày 17 tháng 5 cho biết, sau 24 ngày mổ tách dính, các bác sĩ đã cắt 1cm thanh bột ngang cố định khung chân và xương chậu hai bé. Hiện khớp háng hai bé đang hồi phục rất khả quan, sức co và xương đều tốt. Sắp tới cứ 3 ngày các bác sĩ sẽ cắt thanh bột ngang đi 1cm để xây dịch lại dần dần. Khoảng 6 tuần tới, Trúc Nhi Diệu Nhi sẽ tháo bột hoàn toàn và tập vật lý trị liệu tập đi. Mong cho ngày cả hai bạn nhi đáng yêu nhà ta tung tăng lắm luôn, bác sĩ Phi vui mừng chia sẻ. Trong suốt thời gian hậu phẫu, bác sĩ Phi vẫn cần mẫn nắng chỉnh bột cho hai bé hơn 30 phút mỗi ngày. Nằm trên giường bệnh, Diệu Nhi đưa bàn tay nhỏ xíu, cầm lấy bàn tay in hằn dấu găng của bác sĩ Phi và nở nụ cười rạng rỡ. Cả hai không quên ghi lại khoảnh khắc đáng yêu này. Trúc Nhi Diệu Nhi được chẩn đoán dị tật dính liền vùng chậu bẩm sinh. Sau khi chào đời tại bệnh viện Hùng Vương, hai bé được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng thành phố để chăm sóc và theo dõi sức khỏe đến 13 tháng tuổi. Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định mổ tách hai bé vào ngày 15 tháng 7. Với sự tham gia của gần 100 y bác sĩ, sau gần 12 tiếng đồng hồ mổ tách thành công, hai bé được chuyển về phòng hồi sức ngoại theo dõi và điều trị tích cực đến nay. Tiến sĩ bác sĩ Trương Văn Định, giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết trong vòng 3 tháng tới, hai bé phải trải qua thêm 4 cuộc đại phẫu để tạo hình khung chậu, tiết niệu tiêu hóa và tầng sinh môn.